Mẹ ơi. À, con. Mẹ thấy ổn chưa? Ừ, mẹ ổn rồi con. Mẹ, một tí nữa tụi con sẽ vô thăm mẹ sau nha. Ừ. Dạ, chào giám đốc, chào trưởng phòng. Cô nói với lại bác sĩ Hoàng là tôi giao trực tiếp cho anh ấy theo dõi tình trạng sức khỏe của mẹ tôi 24/24, không được lơ là, nghe chưa? Dạ, thưa giám đốc. Ừ, mình đi. Thôi, con xin phép mẹ. Ừ. Mẹ nghỉ ngơi đi, chút nữa con vô thăm mẹ sau nha. Ừ. Dạ. Đi em. Dạ, chào trưởng phòng, chào giám đốc. Dạ. Thấy rồi. Cậu Hào không chịu vô, nhưng mà cậu Hào cứ đứng nhìn cô qua tấm kính á. Cô cứ giả bộ không biết đi. Con nói rồi mà, cậu Hào bên ngoài lạnh lùng thiệt, nhưng mà bên trong rất là thương cô. Cô tin con đi. Cảm ơn trời Phật. Vậy cô có chết cô cũng nhắm mắt. Cô đừng có nói gỡ như vậy mà. Cô chờ con chút nha. Cậu Hào. Ừ. Cậu tới thăm cô, cô biết được cô vui lắm á. Ờ, đâu có. Tôi có dịp đi ngang đây, chứ tôi không có ý định là vô thăm bảy. Đằng nào cũng đã tới rồi, cậu vô thăm cô đi, cho cô mừng. Không, cảm ơn. Là dù sao đó cũng là khởi đầu tốt mà. Rồi sau một thời gian cậu sẽ suy nghĩ cho cô nhiều hơn.